Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. So với Đảng, Vạn Thịnh Phát chỉ là kẻ ăn hôi, nhưng cũng hôi được 12,5 tỷ đô la. Như chúng tôi đã chia sẻ trong nhiều bài trước đây, vấn đề của Vạn Thịnh Phát không chỉ nằm ở Vạn Thịnh Phát. Điều nguy hiểm cho nền kinh tế của đất nước này không phải là việc Vạn Thịnh Phát lừa đảo chiếm đoạt bao nhiêu tiền, mà là tại sao một Vạn Thịnh Phát tồn tại, phát triển và lộng hành tới 30 năm mà không hề bị phát hiện. Đấy là lỗ thủng rất lớn trong quản lý của nhà nước. Tội này nghiêm trọng hơn tội của Trương Mỹ Lan rất nhiều. Đã có khủng long Vạn Thịnh Phát chui được qua lỗ kim thì những khủng long khác cũng chui qua được. Vấn đề lớn nhất nằm ở Đảng Cộng sản Việt Nam chứ không phải ở Vạn Thịnh Phát. Bản chất tham lam của Đảng Cộng sản khiến con khủng long có thể chui qua lỗ kim. Ở Việt Nam chưa có ngân hàng nào phá sản, chỉ có ngân hàng bị buộc bán không đồng rồi sau đó cho sát nhập với ngân hàng khác. Ngay cả ngân hàng SCB của bà Trương Mỹ Lan cũng là một ngân hàng được sát nhập từ ba ngân hàng khác, đó là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đệ Nhất, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Tín Nghĩa và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn. Đấy là một trong những cách tái cấu trúc ngân hàng do ngân hàng nhà nước đặt ra. Có những ngân hàng thì yếu kém bị bán với ép giá không đồng cho ngân hàng khác. Nói đơn giản là ngân hàng nhà nước muốn những ngân hàng khỏe hơn, đặc biệt là các ngân hàng quốc doanh nuốt các ngân hàng yếu kém. Và tất nhiên ngân hàng lớn phải luôn gánh khoản nợ xấu của bên ngân hàng bị ép bán, hoặc họ ép các ngân hàng yếu hơn hợp nhất lại. SCB là sự hợp nhất của ba ngân hàng, và giờ đây chính SCB lại gây ra thiệt hại cho xã hội còn kinh khủng hơn ba ngân hàng trước khi hợp nhất. Có người nhận xét rằng phải chi cứ để cho những ngân hàng yếu kém phá sản để người dân có sự cẩn thận cần thiết. Còn việc cho hợp nhất nhiều ngân hàng yếu kém để che giấu sự yếu kém của họ thì chỉ là cách tạo vỏ bọc che đậy mà thôi. Dân không bị mất tiền sớm thì cũng bị mất tiền muộn. Giờ đây nạn nhân của SCB rất nhiều và họ không có khả năng thu hồi tiền gửi ngân hàng. Nhà nước quy định cổ đông lớn nhất của một tổ chức tín dụng và người có liên quan không được sở hữu số cổ phần quá 5% tại tổ chức tín dụng. Quy định này đã có từ nhiều năm qua nhưng bà Trương Mỹ Lan thì vẫn thao túng được ngân hàng SCB. Bà Trương Mỹ Lan có thể dễ dàng lách luật nhằm tăng cổ phần để nắm quyền chi phối như nhờ người khác đứng tên hoặc lập nhiều công ty con cháu để mà đứng ra mua cổ phần. Có ông bà quan chức nào ngồi bàn về vấn đề chống thao túng ngân hàng mà không có tham hay không? Nếu giám sát tốt thì việc phát hiện ra những vị đại gia lách luật này là không hề khó. Tuy nhiên, chức năng giám sát của chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam gần như bị tê liệt, nên con khủng long Vạn Thịnh Phát mới chui lọt qua được lỗ kim. Cả đoàn thanh tra đều bị Trương Mỹ Lan mua chuộc, và đây là điểm mấu chốt để con khủng long chui qua lỗ kim bé xíu. Thử hỏi cái bộ máy chính quyền của Cộng sản có ai mà không dễ dàng bị mua chuộc bởi tiền bạc đây? Bản chất của Đảng Cộng sản là tham lam, của Đảng là xây dựng những cơ chế thiếu minh bạch. Chính điều này đã tạo điều kiện cho quan chức tự tin hơn khi ăn bạo mà không sợ bị phát hiện. Và chắc chắn rằng Trương Mỹ Lan đã mua được đoàn thanh tra thì những đại gia khác cũng mua được. Cho nên đôi mắt giám sát của chính quyền này gần như bị mù hoàn toàn. Hiện nay nhiều người đang họp bàn để tìm cách làm sao ngăn chặn hiện tượng thao túng ngân hàng như Vạn Thịnh Phát. Tuy nhiên, cái khó trong số họ có đủ sạch hay không, họ là quan chức và cũng như những quan chức khác đang khai thác những cơ chế thiếu minh bạch của chế độ để làm giàu cho bản thân. Vậy thì họ cứ việc bàn cho đến trăm năm sau cũng chẳng thực hiện được điều gì. Bà Nguyễn Thị Hồng đang để cho ngành ngân hàng nát bè nát bét từ Bắc đến Nam. Đất nước này đã bị Đảng Cộng sản Việt Nam phá nát, cái phá nát lớn nhất ở ngân hàng tâm con người. Không những tự làm mù đôi mắt giám sát của họ mà họ còn chọc luôn mù đôi mắt toàn dân. Chính họ đã biến nhân dân thành gà để họ lùa, và nay đến lượt bọn gian thường cũng nhờ đó mà lùa gà kiếm trác. So với Đảng, Vạn Thịnh Phát chỉ là kẻ ăn hôi mà thôi, nhưng cũng hôi được đến 12,5 tỷ đô la Mỹ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin So với Đảng, Vạn Thịnh Phát chỉ là kẻ ăn hôi,
nhưng cũng hồi được 12,5 tỷ đô la. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thành báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Thủ tướng hay ngày ngờ ngạch bơm xe nhưng không biết mở van ra. Đến nay đã sang tháng cuối cùng của năm 2023, vậy mà ngân hàng còn ứ đến 735.000 tỷ đồng, tương đương với 31 tỷ đô la Mỹ không được đưa vào lưu thông trong nền kinh tế của đất nước. Hậu quả là doanh nghiệp thì đói vốn, dân thì thất nghiệp tràn lan, hoạt động kinh doanh của toàn xã hội bị teo tóp lại trên đà tuột dốc phá sản. Những tiểu thương buôn hàng chợ Tết đang lo sốt vó vì sức mua còn yếu hơn so với năm ngoái cùng kỳ. Dù năm ngoái đã là một năm ế ẩm, rất nhiều người không dám ôm hàng vì sợ ế thêm, cảnh buôn bán cuối năm nay rất điều hưu. Ông Thủ tướng không hề biết mở van cho tín dụng của nền kinh tế chạy thông suốt. Thủ tướng Phạm Minh Chính là người chịu trách nhiệm trong vấn đề này, tại sao tiền trong ngân hàng còn đầy mà người dân và doanh nghiệp thì vẫn đang đói vốn? Tại sao lại để vốn đầu tư công ứ đọng tại các ban ngành trong chính phủ và các địa phương, số vốn đầu tư công bị nghẽn đến gần một nửa? Rõ ràng dưới bàn tay điều hành của ông Phạm Minh Chính thì van lưu thông tiền cho nền kinh tế không được mở. Nếu ở các nước dân chủ, người đứng đầu chính phủ mà yếu kém như thế thì đã bị dân phế truất cho về nhà, đuổi gà cho vợ, chứ không để ông ta ngồi đấy làm tan nát thêm nền kinh tế của đất nước. Không phải chỉ có nguồn vốn ngân hàng và vốn đầu tư công bị nghẽn mà nhiều gói hỗ trợ tín dụng khác ông Phạm Minh Chính cũng không thèm triển khai và cũng chẳng triển khai được. Lấy ví dụ như gói an sinh 62.000 tỷ đồng hỗ trợ dân trong đại dịch Covid không giải ngân được bao nhiêu cả. Nhiều người dân gặp khó khăn nhưng không nhận được tiền hỗ trợ từ gói này. Tiếp theo là gói 120.000 tỷ đồng hỗ trợ cho người có thu nhập thấp mua nhà. Sau gần một năm triển khai, chỉ bơm ra được có vẻn vẹn 105 tỷ đồng mà thôi, một con số không đáng kể. Vào ngày 3 tháng 12, tờ báo Tuổi Trẻ đặt câu hỏi như sau: tháng cuối năm 2023 bơm 1 triệu tỷ đồng vào nền kinh tế có kịp hay không? Muốn bơm tiền cần phải có thời gian, hiện nay đã là tháng 12 rồi, vậy thì gói này chỉ có thể bơm cho năm 2024, chứ làm sao làm gì được cuối năm ngắn ngủi đến như thế. Mà quan trọng hơn, bản thân ông Phạm Minh Chính dù đã gần 3 năm làm thủ tướng nhưng không biết làm cách nào để mà mở van cho dòng tiền vào nền kinh tế cả. Hình ảnh của kinh tế đất nước Việt Nam héo hon gần Tết không thể khởi sắc. Trên chính trường, ông Phạm Minh Chính là ngựa chiến, mặc dù ở chiếu dưới bị ông Tổng 5 lần 7 lượt muốn đè đá lên đầu và đá văng khỏi bộ chính trị, nhưng ông vẫn trụ vững, vẫn thách thức đối thủ. Trong các trò đấu đá khốc liệt nơi cung đình, ông Phạm Minh Chính được đánh giá là vừa biết toan tính, vừa lì đòn, lấn lướt được Vương Đình Huệ. Tuy nhiên, về khả năng lãnh đạo đất nước, đặc biệt là trong vai trò điều hành nền kinh tế của đất nước, thì ông Phạm Minh Chính lại tỏ ra vô cùng yếu kém. Có thể nói, nền kinh tế Việt Nam hiện nay đã rất suy kiệt. Là người lãnh đạo thì giỏi thì phải biết khai thông dòng tiền, giúp cho doanh nghiệp xoay vòng vốn thật nhanh, từ đó mà phát triển nền kinh tế của đất nước. Là thủ tướng thì phải biết khai thông dòng tiền để nền kinh tế nhận được dưỡng khí. Tuy nhiên, ông Phạm Minh Chính vẫn cứ như anh chàng ngờ ngạch vậy, loay hoay bơm xe mãi mà không biết mở cái van ép hơi vào trong bánh xe. Vấn đề của nền kinh tế Việt Nam hiện nay là làm sao mở được van chứ không phải cố bơm. Hiện nay, vốn đầu tư công ứ gần một nửa, vốn ngân hàng đã ứ đến 31 tỷ đô la Mỹ, không cần bơm thêm 1 triệu tỷ đồng, tức là tương đương với 42 tỷ đô la Mỹ nữa, mà chỉ cần tìm cách mở van để khai thông dòng tiền đang ứ kia là đã tốt lắm cho người dân rồi. Không biết mở van thì có bơm thêm cũng thế mà thôi. Ở Pháp chỉ cần tăng tuổi hưu lên thì dân đã biểu tình rầm rộ, còn ở Việt Nam một ông thủ tướng có loay hoay mãi, không biết làm cách nào mà mở van để bơm dưỡng khí cho nền kinh tế của đất nước, làm cho doanh nghiệp chết ngạt. Đời sống dân sinh thì khốn khổ. Tuy nhiên, nếu dân dám biểu tình đòi ông Thủ tướng bất tài từ chức thì sẽ bị Tô Lâm tấn công không thường tiếc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Thủ tướng hay ngài ngờ ngạch bơm xe nhưng không biết mở van.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de